thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 26 tháng 2 năm 2024 âm lịch, ngày mậu tuất, tháng đinh mão, năm giáp thìn. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn Tuổi tí ngày 4 tháng 4 năm 2024 tam hội, cục xuất hiện là tín hiệu tích cực cho vận trình ngày mới của người tuổi tí. Công việc của bạn đang phát triển đúng như mong đợi. Cấp trên đánh giá rất cao tinh thần cầu tiến và nỗ lực của bạn trong thời gian qua, có thể dành cho bạn những đãi ngộ đặc biệt là điều dễ hiểu. Thiên tài cũng giúp tuổi tí kiếm tiền dễ dàng hơn. Khả năng kiếm tiền và nhạy bén với thời cuộc của con giáp này được phát huy triệt đề, lại thêm có quý nhân soi đường chỉ lối nên có thể tìm được mối làm ăn béo bở. Hứa hẹn tiền bạc thu được trong ngày không hề tồi chút nào. Chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Đối phương luôn là nguồn động lực lớn lao bên cạnh cùng bạn vượt qua mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu luôn được vun vén bởi sự nỗ lực đến từ cả hai phía nên không có gì có thể đe dọa. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, xanh dương, đèn quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. hai Tuổi sửu ngày 4 tháng 4 năm 2024 ngày tỷ kiên nhập cục người tuổi sửu phải đối mặt với những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Kế hoạch có sự thay đổi bất ngờ khiến bạn phải bận rộn luôn chân luôn tay. Một vài áp lực sẽ đến kèm theo đó nên lúc này rất cần bạn phải giữ cho bản thân bình tĩnh, tránh nóng nảy mà hỏng việc. Tình hình tài chính vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có dấu hiệu tăng tiến nào. Với mức thu nhập hiện tại, bạn chỉ có thể đủ ăn tiêu vừa mức trang trải sinh hoạt xong cũng không còn dư giả là bao. Do đó, đừng mua quá nhiều món hàng không cần thiết. Nếu bạn để mắt hơn đến chi phí của bạn thì việc chi tiêu sẽ không gặp vấn đề. Ngũ hành tương xung cho thấy. Hôm nay bạn sẽ cảm thấy bất an trong các mối quan hệ và kết quả sẽ không giống như những gì bạn tưởng tượng. Dù là các cặp đôi hay người độc thân đều sẽ có những cảm xúc rất thất thường. Vậy nên nay về chuyện tình cảm bạn đừng hy vọng quá nhiều kèo sẽ thất vọng nhiều đó. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ, tị, dầu, tí. Ba Tuổi dần ngày 4 tháng 4 năm 2024 lục hợp thái tuế xuất hiện báo hiệu người tuổi dần đón nhiều tin vui trong công việc, khi mọi thứ đều nằm trong khả năng xử lý của bạn, kết quả đạt được vô cùng khả quan. Không những thế, bản mệnh còn có thể được cấp trên khen thưởng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua. Cát khí cũng đảm bảo cho việc làm ăn kinh doanh trong ngày thứ năm này của tuổi dần khá tốt. Nguồn thu nhập ào ào đổ về, các khoản tích lũy cũng tăng lên nhanh chóng. Trong khi đó người làm công ăn lương cũng có thêm nguồn thu phụ từ nghề tay trái, tài lộc đến bất ngờ. Có thể thoải mái chi tiêu những gì mình muốn, dần còn may mắn được ngũ hành thủy mộc tương sinh nâng đỡ nên vận trình, tình duyên khởi sắc. Người độc thân mạnh dạn hơn trong việc theo đuổi ai đó. Nếu bạn tích cực và chân thành thì khả năng thành đôi là rất lớn. Tình yêu đôi lứa cũng trong giai đoạn nồng nàn thắm thiết, không còn cái phá nhiều như trước nữa. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá, xanh lam quý nhân phù trợ, ngọ, hởi, tuất. Tuổi Mão ngày 4 tháng 4 năm 2024 tuổi Mão có những bước thăng tiến quan trọng trong ngày vượng vận quý nhân nhờ tam hợp cục độ mạnh. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao mà con giáp này luôn sẵn sàng đánh đổi cả thời gian riêng tư để dành cho công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với bản mệnh làm việc hết mình chính là niềm vui. Quý nhân cũng ấn tượng với bạn ở chính điểm này và dành cho bạn nhiều ưu ái hơn nữa với một tinh thần làm việc nhiệt tình nên các kế hoạch của bạn rất thuận lợi đặc biệt những người kinh doanh làm ăn sẽ có nhiều mối hợp tác tiềm năng giúp bạn phát lộc nên bạn hãy cố gắng nắm bắt chúng lợi nhuận đổ về túi khá nhanh bạn cũng nên có cách quản lý phù hợp xem tử vi chính xác nhất nay mối quan hệ tình cảm của mão đã bớt đi nhiều trông gai thử thách do có quý nhân giúp đỡ Mặc dù giữa con giáp này và người ấy vẫn có nhiều quan điểm chưa thống nhất, nhưng tín hiệu đáng mừng là cả hai đều muốn lắng nghe và nhường nhịn đối phương để giữ gìn hòa khí. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hời, mùi, tuất. Nam Tuổi thìn ngày 4 tháng 4 năm 2024 hung tinh kiếp tài cảnh báo tuổi thìn cần phải có những kế hoạch tài chính cụ thể và phù hợp hơn. điềm báo mất tiền xuất hiện. Bản mệnh có thể sẽ không sáng suốt khi đứng trước quá nhiều lựa chọn đầu tư. Chính việc thiếu kinh nghiệm và kiến thức là nguyên nhân khiến bản mệnh mắc phải sai lầm. Chẳng những vậy, vận trình công danh cũng đứng trước không ít rắc rối và khó khăn con giáp này có phần bảo thủ cố chấp luôn muốn làm theo ý của mình mà không màng tới ý kiến của đồng nghiệp xung quanh nên có thể để xảy ra mâu thuẫn tranh cãi gay gắt hiệu quả công việc bị giảm sút nghiêm trọng ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm cũng nảy sinh mâu thuẫn lục đục vợ chồng có nhiều điều tranh cãi gia đình kém hòa thuận có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến các thành viên mâu thuẫn. bất đồng với nhau từ những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường, vàng, sáu, nâu quý tuổi tị ngày 4 tháng 4 năm 2024 hợi tị tương xung. Tuổi tị có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến ngay trước mắt của mình vì bị kẻ tiểu nhân buông lời đơm đặt, nói xấu làm giảm uy tín của bản mệnh với cấp trên. Con giáp này cần phải tỉnh táo, vững tin để vượt qua những khó khăn chứ đừng để bản thân vô tình bị cuốn theo đó. Ở thời điểm này, vận trình tài lộc của những chú rắn cũng có phần ảm đạm khi mà họa phá tài khá rõ ràng. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng trong chuyện chi tiêu, giảm bớt những thứ không cần thiết. Đầu tư kinh doanh nên tính toán kỹ càng, không phải cứ chạy theo xu hướng là chắc chắn sẽ thành công phương diện tình cảm không có nhiều biến động thời gian này bản mệnh bận rộn giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc nên không có nhiều thời gian bên người ấy mối quan hệ có phần chững lại nhưng cũng nhờ thế mà cũng giảm bớt những xung đột không đáng có người độc thân vẫn chưa có cơ hội gặp được ý trung nhân của mình bạn nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa nhé. Giờ tốt, mực giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường, đỏ, cam quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân. 7. Tuổi ngọ ngày 4 tháng 4 năm 2024 tuổi ngọ gặp thiên ấn. Đây chính là cát tinh nâng đỡ cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này. Nhờ đó, bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực làm việc của mình bên cạnh đó có nhiều đồng nghiệp nhiệt tình bên cạnh luôn sẵn sàng động viên chia sẻ với con giáp này nên dù có gặp khó khăn gì cũng không quá rối ren những trông gai thử thách hiện tại không thể khiến cho tuổi ngọ lùi bước với sự quyết tâm cao độ bản mệnh sẽ đưa ra được giải pháp hiệu quả để thoát khỏi cửa ải nguy nan trước mắt có thể nói ở giai đoạn này bạn cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết tuy nhiên ngũ hành thủy hỏa xung khắc báo hiệu đường tình duyên kém sắc đào hoa ảm đạm người độc thân rất khó để có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình có vẻ như con giáp này đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện tình yêu nên không dễ chấp nhận những sự thực vũ phàng mà thực tế mang lại giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, hồng. Tìm quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8, tuổi Mùi ngày 4 tháng 4 năm 2024 tử vi 12 con giáp hôm nay nói tam hợp cục mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong ngày mới với tuổi Mùi. Nhờ đó, bạn có thể gặp nhiều thuận lợi trong các mối làm ăn. Ký kết hợp đồng thuyết phục khách hàng. Chẳng những vậy, nguồn cảm hứng sáng tạo của bạn cũng được khơi dậy mạnh mẽ, mang đến những kết quả đáng mong đợi. Ngày này tài lộc vượng xác Tiền bạc không ngừng đổ về túi con giáp này. Đặc biệt các nguồn thu đều tăng vượt trội. Bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiêu, mua sắm những thứ cần thiết mà thời gian trước kinh tế không cho phép bên cạnh đó bạn cũng đừng quên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tiết kiệm cho tương lai tuy nhiên do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm lại không được thuận lợi như vậy thời gian bên nhau càng lâu bạn và nửa kia càng bộc lộ những mặt trái ngược đó cũng là nguyên nhân châm ngòi những cuộc tranh luận không hồi kết nếu tình yêu đủ lớn hai bạn sẽ muốn nhường nhịt đối phương thay vì hơn thua tới cùng. Giờ tốt, 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, trắng, vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. tuổi thân ngày 4 tháng 4 năm 2024 ngày hợi thân tương hải, người tuổi thân có thể gặp không ít rắc rối do hung vận lấn át cát vận con giáp này được nhắc nhở nên thận trọng trong mọi việc vì có người cố ý làm khó cản trở bản mệnh trong công việc thường ngày thậm chí có kẻ chỉ chờ thời cơ sơ hở là đâm lén sau lưng khiến bạn trở tay không kịp điềm báo có tiểu nhân cản trở còn khiến tuổi thân lao đao về vấn đề tài chính bản mệnh vì quá cả tin nên dễ bị lợi dụng lừa đảo tiền bạc đó chính là cái đích mà kẻ xấu hướng tới vì vậy cần phải tỉnh táo đừng đặt lòng tin sai chỗ mà thiệt thân nếu có bất cứ nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất hãy tin vào trực giác của bản thân này này kim thủy tương sinh bù đắp cho những chú khỉ bằng vận trình tình cảm thăng hoa đào hoa khoe sắc người độc thân nên năng tham gia các hoạt động xã giao nhờ những dịp đó mối quan hệ của bản mệnh cũng sẽ được mở rộng, quen biết thêm nhiều người khác phái, tăng thêm cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Giờ tốt, chứng giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, bạc. Ánh kim quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỷ. Ơi! Tuổi dậu ngày 4 tháng 4 năm 2024 tuổi dậu đón vận trình tài lộc khởi sắc nhờ thực thần hậu thuẫn, đặc biệt là với những người theo nghiệp kinh doanh. Lúc này nếu có cơ hội đầu tư làm ăn thì bản mệnh đừng nên bỏ lỡ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn thì con giáp này này hãy mạnh dạn tiến hành theo suy nghĩ, kế hoạch của mình, chớ để tiền bạc tuột khỏi tay công danh sự nghiệp ở thời điểm này cũng không có gì phải lo lắng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp thông qua đó bạn cũng có thể chinh phục được những nắc thang quan trọng nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được đường tình duyên của tuổi này cũng được đào hoa trợ mệnh Người độc thân có khả năng thoát khỏi kiếp cô đơn nếu chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bản thân con giáp này luôn tỏa ra sức quyến rũ riêng, khiến cho những người xung quanh không thể không chú ý đến. Các cặp đôi ngày càng trở nên thấu hiểu và thông cảm với nửa kia của mình hơn. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, trắng, xám quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11 tuổi tuất ngày 4 tháng 4 năm 2024 trong ngày đối đầu với hung tinh kiếp tài, người tuổi tuất có nhiều chăn trở khi tiền bạc trong túi cứ thi nhau đội nón ra đi. Có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình nên bạn phải chịu một khoản thất thoát không hề nhỏ, đánh mất sự bình ổn trước đây. Sai lầm đã xảy ra không thể thay đổi, bạn nên dành thời gian tìm cách khắc phục, càng sớm càng tốt công danh sự nghiệp cũng đứng trước nhiều thách thức vận trình sắp tới sẽ khiến cho bản mệnh phải rất vất vả bỏ nhiều công sức mới có thể tạm hoàn thành được công việc trong phạm vi cho phép làm việc gì cũng nên có sự chỉn chu làm tới đâu xong tới đó điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian chuyện tình cảm cũng khó được suôn sẻ trong ngày thủy thổ xung khắc vận đào hoa xấu đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tuổi hợi ngày 4 tháng 4 năm 2024 ngày hợi hợi tạo thành cục diện tự hình. Người tuổi hợi có thể vướng phải rắc rối vì chính tính cách cố chấp và bảo thủ của mình. Vì không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, khăng khăng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, bạn có thể sẽ làm ảnh hưởng tới cả người xung quanh, kéo lùi hiệu suất công việc chung. Chẳng những vậy hung vận còn nhắc nhở hợi đề phòng những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở ở xung quanh. Bản mệnh làm việc có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành tạm bẫy, tử chuốc lấy thất bại hoặc phá hỏng những gì bản thân đã gây dựng. Ngày này hợi cũng không được ngũ hành tương trợ nên chuyện tình cảm không thuận lợi cho lắm. Điềm báo có mâu thuẫn, xung đột giữa các cặp đôi vì những vấn đề nhỏ nhặt. Tình cảm đi xuống rõ rệt. Ban đầu chỉ là những vết dạn nứt nhỏ nhưng càng ngày thì khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn. Giờ tốt, nất giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.